Chào các bạn, trong video này thì chúng ta sẽ cùng với nhau tập luyện ca khúc Hoa Hải Đường của Jack. Đây là một ca khúc rất là hay, tuy nhiên nó khá là khó hát với các nốt luyến láy. Và mình cũng phải nghe một thời gian, tập một thời gian thì hôm nay mới có thể làm được video hướng dẫn và luyện tập với mọi người. Và trước khi video bắt đầu thì các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình trong các video tiếp theo. Và chúng ta sẽ bắt đầu với Hoa Hải Đường. Và chúng ta sẽ hát ở Re thứ bằng với tông của Jack nhé. Và mình chỉ hướng dẫn các bạn bằng piano thôi, còn các bạn có thể hát với karaoke bản beat trên mạng thì sẽ hay hơn. Hoa Hải Đường.
mở miệng to ra được nhá. Dung ở cuối nha. Rồi mình làm lại cả cụm này này. Tiếp mà các bạn làm cùng mình nhá. Tiếc là mình không có nhau, tiếc là đời qua đường đâu, hay là duyên mong mơ không như lúc đầu. Kiếp này ai đưa đón em, kiếp này đôi tay lấm lem to. Sao mà mơ chẳng có như hoa hai đường. Rồi chúng ta vào được khúc này. Ngược ở cái cao, cái âm thanh chúng ta không bị tống ra quá nhé, giữ chắc hơn chúng ta bật ra. Đây sẽ là sol la do fa mi re nha. Vì lòng anh quá thương em quay về, thương thương em anh đợi em về. Thế giới nếu năm anh này có sao vậy, với ngôi nhà một mình em trong đây. Ok, đoạn này nó nhanh thì các bạn có thể hát chậm. Vì lòng anh quá thương em, quá yêu em, nhớ thương em, anh đợi em về, về nhà, về. Thế gian nếu năm ai này, năm ai này có sao vậy, về ngôi nhà. Bật ba cái nốt đấy đó, mình làm một cao độ nhá. Thế gian nếu năm ai này có sao vậy, về ngôi nhà, bóng hình em trong đây. Rồi, chúng ta đi nhanh này, cùng mình này. Đoạn mà nước ra đi phút chia ly và bắt hai bi thì mình vẫn hay bị nhự nhự, thì các bạn có thể hát chậm để chúng ta có thể dễ dàng tập kỹ, xong chúng ta mới đi tiếp nha. Vậy mà em nước ra đi phút chia ly, mắt anh đi khi nào em về, lặng nhìn ôi đất cho ta qua và giữa mấy ngàn chuyện tình ta. Có vẻ mình hát cũng chưa rõ được cái đống cho ta này. Lặng nhìn ôi đất cho ta nhiều quá, lặng nhìn ôi đất trong tàn qua và được sớm anh là chuyện tình tan. Chúng ta mở ngang chữ tan ra và chúng ta có thể dùng ở đoạn cuối nhá. Rồi mình làm lại cả điệp khúc này cùng với mình nhá, các bạn hát cùng mình này. Vì lòng anh quá thương em, quá yêu em, nhớ thương em, anh đợi em về. Thế gian nếu năm anh này có sao vậy, về ngôi nhà bóng hình em trong đây. Vậy mà mình là đàn rap này. Các bạn hát beat thì hay hơn nha. Mình hát này. Khi em đi, em mang, khi em đi, em mang theo anh trong màu da. Trời có tình đau thương, vẫn chẳng biết có mong được xa. Giờ mình có thấy nào mà thương phải tay ra lót tay. Nhưng mà sẽ không thấy ngờ là một người không thấy. Trong những nhớ, anh đau trong gương kia vẫn chẳng làm chuyện ta lắm. Chạm nha, mình hát còn nhiều mà. Khi em đi, ai mang theo anh trang màu da trời, da trời. Chúng ta đảo phách, đã hơi ngắt một chút. Khi, chạm này. Khi em đi, ai mang theo anh trang màu da trời, có tình đau thương. Nhà đi luôn. Khi em đi, ai mang theo anh trang màu da trời, có tình đau thương. Vẫn trách nhiệm có mong được xa rời, xa rời. Nhà mới có thể nhau, mới có thể nhau. Từ bay tay ra đón tay, tay của sách hát một cái chữ là tay. Mới có thể nhau hương thơm bay tay ra nó tay. Tay vậy mà giờ không thấy nữa. Vậy mà giờ không thấy. Vậy mà giờ không thấy nữa là. Vậy mà giờ không thấy nữa là con người không đành này. Không đành này. Không đành này. Mình nghe của sách hát như vậy. Rồi ta hát từ đầu đến đấy này cùng với mình nhá. Khi em đi, ai mang theo anh trong màu da.
trong nhung nhớ anh đau trong gương kia vỡ chắc ngàn duyên ta lá lá gương kia vỡ đến này chắc ngàn duyên ta lá à, gương kia vỡ chắc ngàn duyên ta lá chỗ này nữa này bốc phút chốc sao ngủ ngờ bốc phút chốc sao ngủ ngờ ngủ 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 ngờ gương kia vỡ à trong nhung nhớ trong nhung nhớ anh lang thang đi trong giấc mơ anh lang thang đi trong giấc mơ chuyện tình mình đâu ngờ một hành trình một đời tốt thơ chuyện tình mình đâu ngờ chuyện tình mình đâu ngờ một hành trình một đời tốt thơ nha. Đấy, đoạn rap như vậy các bạn phải tập ngắn lại chậm lại sau đó chúng ta tăng tốc độ lên và chúng ta phải hát rõ từ nha. Rap thì không phải lợi thế của mình rồi nhưng mà mình cố tập để tập cùng với các bạn thôi. Rồi đằng sau thì nó lại nhắc lại thôi. Tiếng lòng mình không có nhau, tiếc là đời hoa đơn đau, hay là duyên mong mơ không như lúc nào. Kiếp này anh đưa đón em, kiếp này đôi tay lấp lên, sao mà mơ chẳng còn như hoa hai đứa. Vì lòng anh quá thương em, quá yêu em, mấy thương em anh đợi em về. Thế gian nếu lỡ mai này có duyên vậy, về ngôi nhà bóng ta lên mi thứ luôn. Chuyển hết voi nha nhưng mà chuyển rất khéo. Đời anh sương sớm thì hát thẳng lên. Đời anh sương sớm mấy 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 nha. Đời anh sương sớm mấy đời em thương. Thế này. Mấy đời em thương. Mấy đời em thương. Thế các bạn hát à? Mấy mấy đời em thương. Và chúng ta vừa tập luyện xong ca khúc Hoa Hải Đường của Jack và hy vọng với những hướng dẫn vừa rồi thì giúp các bạn hát hay hơn, luyện tập hiệu quả hơn với ca khúc này. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và hãy cho mình một lượt share trên Facebook để có thể mình có nhiều động lực hơn để ra các video tiếp theo. Và hãy comment những ca khúc mà các bạn yêu thích ở phía dưới thì mình sẽ luyện tập và ra các video hướng dẫn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Xin chào.